Đến hẹn lại lên, tiếp tục với series tổng hợp những vụ án. Hôm nay chúng ta sẽ đến với top 5 những vụ án kinh dị nhất. Trong video này, có lẽ sự đáng sợ sẽ không đến từ nỗi ám ảnh của những cái chết máu me và cũng chẳng dính dáng gì đến những truyền thuyết đô thị bước ra từ văn hóa Nhật Bản. Mà yếu tố kinh dị hôm nay chúng mình muốn đề cập sẽ được lấy từ chính cuộc sống đời thường. Và những lúc người xem không ngờ nhất, chúng như những cú nhảy bổ ra màn hình, khiến chúng mình trong lúc tổng hợp những vụ án phải giật cả mình thòm thọp. Và sau đây là top 5 vụ án mang yếu tố kinh dị mà Anime Rewind chúng mình tìm được. Trong video phân tích về những truyền thuyết đô thị Nhật Bản, chúng mình đã từng nhắc đến vụ án này một lần. Nhưng nếu video đó được tạo ra nhằm cung cấp cho anh em thông tin về những văn hóa Nhật được tác giả cài cắm vào từng yếu tố kinh dị của Conan, thì ngay sau đây sẽ là vụ án cụ thể và nó có tên là 7 bí ẩn trường học. Một trong những vụ thiếm hoi không có người thương vong, nhưng chắc chắn sẽ là một trong những vụ án kinh dị đời đầu, gây lên nỗi ám ảnh cho tuổi thơ của không biết bao nhiêu anh em. Đúng như cái tên, nó là một chuỗi sự kiện kinh hoàng xoay quanh trường học, mang cội nguồn bắt đầu từ lời kể của một người chị khóa trên. Câu chuyện đầu tiên xuất phát từ phòng mỹ thuật, nơi mà một cô bé lớp 2 khẳng định mình đã bị những bức tượng thạch cao nhìn chằm chằm vào buổi sáng khi đến đây xem tranh. Nghĩ là trùng hợp nên vào buổi chiều trước khi về nhà, cô bé lớp 2 ấy đã quyết định trở lại đánh dấu vị trí của những bức tượng. Ngay ngày hôm sau khi quay trở lại kiểm tra, đúng như những gì cô bé đã cảm nhận, tất cả chúng đều thay đổi vị trí so với ban đầu. Nhuốm màu kỳ bí, câu chuyện nhanh chóng được mọi người lan truyền khắp nơi. Tiếp đến là lời khẳng định của những học sinh lớp 5 rằng mình đã nhìn thấy mô hình cơ thể người ở phòng y tế bỗng nhiên động đậy và chạy dọc hành lang vào buổi tối. Không chỉ dừng ở mức lời đồn, cuối cùng là đến phiên Ayumi chính miệng kể về trải nghiệm ám ảnh của mình khi trở lại trường vào ban đêm. Vì ngày hôm ấy khi đã về đến nhà, cô mới phát hiện bản thân quên cho cả ăn nên đã quyết định quay lại. Nhưng lúc vừa tới hành lang, Ayumi phát hiện ra tại cái bể cá ấy có một cái bóng đen đang đứng lù lù tại đó với chiếc khẩu trang kín mặt. Cái bóng lầm bầm gì đó thì một lát cũng chịu bỏ đi, nhưng nó đã để lại nỗi ám ảnh cho Ayumi cả ngày hôm sau. Đối diện với kẻ lạ mặt, cô đã báo mọi chuyện cho thầy phụ trách khối lớp 1 ngày sau đó. Không rõ ông đã điều tra việc này như thế nào, nhưng đến buổi học tiếp theo thì người thầy này bỗng mất tích mà không một lý do, dù hôm ấy ông có tiết trên trường. Dù Ayumi có dò hỏi thầy cô khác hay là tìm đến tận nhà đi chăng nữa thì cũng chẳng thấy tung tích thầy đâu. Mã cho đến khi cô nàng biết tin, thằng nhóc bắt đầu dò hỏi những giáo viên xung quanh đến cả hiệu trưởng, nhưng kết quả nhận lại vẫn công cốc. Đã thế, trước khi rời đi, thầy hiệu trưởng còn nói một câu đầy ẩn ý: các em cũng biết chuyện đó rồi ư? Đúng là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Quyết tâm không để vụ này chìm, cả bọn đã lên kế hoạch đi một chuyến đến trường vào buổi tối để điều tra về những bí ẩn mà mọi người đồn thổi. Địa điểm đầu tiên bọn nhóc đến đó là phòng mỹ thuật. Quả đúng như lời đám học sinh đồn, vị trí của những bức tượng thạch cao đã bị thay đổi. Trong khi đó, trên trán một bức tượng còn vương lại một mẩu băng keo kỳ lạ. Tiếp đến là phòng y tế. Khi đang tìm mô hình cơ thể người thì Ayumi thuận tay kéo tấm khăn bên cạnh và phát hiện nó đang đứng ở trong đó. Nhưng do khung cảnh quá đáng sợ nên chúng đã dọa cổ chết khiếp mà bỏ chạy, để rồi va phải một thùng đựng đầy búp bê vải. Không rõ là ai đã mang chúng ra đây, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà ở trên từng có búp bê đều được dán tên ứng với những học sinh trong lớp. Lần lượt ta có Ayumi, Đường Tam Tạng, Mitsuhiko, Xà Tăng, Conan, Tôn Ngộ Không, đến cuối cùng là Genta, Bạt Giới. Tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn, chỉ riêng mỗi có búp bê ứng với Genta vừa bẩn vừa cũ, đã thế lại còn đứt cả đầu. Trong cơn hoảng loạn không rõ đây có phải là loại tà thuật nào hay không, thì kiếp nạn tiếp theo đã đến với Mitsuhiko khi cậu vô tình nhìn qua phòng mỹ thuật thì lại phát hiện mô hình người đang đứng nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng đến đây, khi Conan quay lại thì mô hình ấy đã biến mất. Để tìm hiểu rõ, thằng nhóc đã một lần nữa chạy về phòng mỹ thuật, nhưng mô hình vẫn ở vị trí cũ như thể nó chưa từng di chuyển. Nhưng chi tiết chiếc khăn tay của Ayumi đánh rơi đã bị kẹt ngay ở dưới chân mô hình, đã chứng minh nó đã di chuyển theo đúng lời Mitsuhiko nói. Sau khi rời khỏi phòng y tế, Conan nhanh chóng phát hiện ra cả nhóm còn đang bị một kẻ lạ mặt bám đuôi. Hắn đã đứng sau tấm kính quan sát được vài phút trước khi bị Conan phát giác và biến mất sau khi chạy vào phòng giáo viên. Bằng chứng là tấm kính nơi hắn đứng còn đọng lại nước do hắn áp mặt vào đó quá lâu. Đã thế, phòng giáo viên cũng không được khóa. Tiếp tục đi lên lầu thì cả đám lại bắt gặp đám khói bí ẩn. Biết thừa là đồ giả, nhưng Conan không vội vạch trần mà cùng đám nhóc vờ những sợ hãi và trốn trong toilet hẳn một tiếng để quan sát. Và đây là lúc vén màn sự thật, khi cả bọn đã thực sự nhìn thấy những cái bóng đen đang ngồi ngay tại lớp 1B. Dẫn đầu chính là tên bịt mặt mà Ayumi đã từng nhìn thấy.
Nhưng có vẻ mọi thứ lại dễ hiểu hơn khi Conan nhìn thấy trên tay hắn cầm một cái giày rất dài. Vội chạy ngược về lớp, đây chính là lúc thằng nhóc bắt hung thủ khi kẻ đứng sau những lời đồn trong mấy ngày qua chính là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, Kobayashi. Việc cô di chuyển mô hình và tượng thạch cao là để diễn tập trước bài giảng có phụ huynh tham dự sắp tới. Do trước khi chuyển đến trường, cô vốn cũng là người hiền lành, nhưng có vẻ sự dễ tính ấy đã khiến học sinh ở trường cũ không xem Kobayashi ra gì, nên đã mất kiểm soát trong chính buổi thuyết giảng. Kết quả là cô bị kỷ luật và buộc phải chuyển đến ngôi trường hiện tại. Sợ mọi chuyện sẽ một lần nữa tiếp diễn, nên Kobayashi kể từ khi đứng lớp 1B đã quyết tâm trở thành một người nghiêm khắc, luôn lớn tiếng với học sinh. Nhưng có vẻ như sự dịu dàng của cô vẫn còn đấy, khi nhóm thám tử nhí đã khẳng định cả bọn đều ít nhất một lần nhìn thấy được bản chất tốt đẹp của Kobayashi trong từng hành động nhỏ như cho cá ăn hay ở lại chăm sóc những chậu hoa. Tuy nhiên, vẫn có một chi tiết chưa được làm sáng tỏ, chính là kẻ lạ mặt đã bám theo bọn họ và cả đám khói nhân tạo ở cầu thang. Vì Kobayashi khẳng định mình chỉ đến phòng y tế lấy mô hình, chứ không làm bất kỳ hành động nào cố ý hù dọa học sinh. Và kể từ đây, cả đám phát hiện ra một kẻ lạ mặt tiếp theo đã lèn vào trường sau họ. Đó chính là thầy trưởng khối, người mà Ayumi đã cho là mất tích. Hóa ra ông mất bộ tóc giả trong phòng giáo viên. Quá xấu hổ nên thầy trưởng khối đành phải nghỉ dạy, rồi chờ đến đêm trở lại trường tìm cho ra mái tóc đã bị gió cuốn bay mất của mình. Tuy nhiên vẫn còn một chi tiết chưa được sáng tỏ nữa, chính là cái vòi nước mà cả bọn từng dùng để rửa giày trước khi bước vào phòng mỹ thuật. Do quá gấp nên khi rời khỏi, Ayumi đã quên khóa nó lại, nhưng rồi bằng một cách nào đó nó đã tự tắt ngay khi cô rời đi. Vậy cuối cùng ai là người đã tắt nó? Tạm gác lại bí ẩn này, sau đây chúng ta sẽ đến với bí ẩn tiếp theo, có tên bí ẩn căn nhà ma. Xoay quanh khu tập thể cũ, nơi mà một ông lão ở đó đã khẳng định thường xuyên xuất hiện một bóng ma cô gái trẻ chưa siêu thoát. Và cũng vì lời giới thiệu đó mà sau khi Ran khám bệnh xong ở nhà bác sĩ Araide, mọi người đã quyết định đi đến nơi ông lão ở để thỏa mãn sự tò mò. Khi đến nơi, trước mặt bọn họ là một khu tập thể cũ, phía trước còn có công viên. Những tưởng đây là nơi yên bình cho đến khi chính ông lão đã nói ngay tại công viên này trước đây đã từng phát hiện ra một cái xác cháy đen. Ngay bên cạnh khu tập thể còn là một nghĩa trang nhỏ, nhưng về sau khi được khởi công xây dựng thì lại có người trèo cổ, khiến cho công trình không xây được thêm nữa và bị bỏ hoang. Và khi sống ở một nơi như thế thì việc có ma hay tồn tại những hiện tượng siêu nhiên chắc cũng không có gì là lạ. Thế nhưng vẫn có một số người bất chấp sống trong khu tập thể đó. Bọn họ lần lượt là Kikuji Bancho, 34 tuổi, sống ở phòng 4, hiện đang làm việc tại quán cà phê và có sở thích chế ra những con búp bê kỳ dị. Awahisa Yotsuya, 22 tuổi, ở phòng số 2, là một chuyên viên xử lý kỹ xảo đặc biệt, nên trong phòng anh này chứa rất nhiều băng đĩa. Suyuhiko Botan, 27 tuổi, hiện đang là sinh viên của Đại học Y. Trái với sự phấn khích lạ thường của những người ở đây khi gặp phải những hiện tượng tâm linh, thì anh lại là người duy nhất vẫn chưa gặp được bất kỳ hồn ma nào. Nhưng đồng thời, Botan cũng là người duy nhất không tin vào sự tồn tại của nó. Và cuối cùng là Hoichi Otonashi, 68 tuổi, sống ở phòng số 5 và cũng là người dẫn Mori đến đây. Vốn dĩ nơi đây ban đầu có 8 người sống, nhưng kể từ khi xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ như bóng ma chơi lơ lửng ở tòa nhà bỏ hoang bên cạnh, nước bị nhuộm đỏ như máu, bóng người nhìn qua cửa sổ, chúng đã khiến người ở đây hoảng sợ mà dọn đi một nửa. Thậm chí nó còn nổi tiếng đến mức được TV và tạp chí đến phỏng vấn. Mori lúc này cũng được mời ở lại ngồi chơi, biết đâu về đêm con ma ấy lại xuất hiện. Vốn tò mò nên dù Ran có thúc giục thì ông vẫn quyết định ở lại đến 7 giờ xem tình hình. Nhưng chuyện không ngờ là cả gia đình Mori cùng ông lão lại ngủ quên đến tận 10 giờ 15 phút. Đang trong giấc ngủ, Ran bỗng bị đánh thức bởi một tiếng gọi. Cút đi, hãy mau cút khỏi đây. Cùng với đó là hình ảnh của một người phụ nữ đầy máu xuất hiện trong màn hình TV. Nó như thể đang nhìn thẳng vào Ran, khiến cô nàng hét lên, đánh thức mọi người. Tuy nhiên khi Mori mở mắt ra thì lại chẳng có gì, nên ông cho rằng cô con gái mình đã nằm mơ. Nhưng giờ cũng quá trễ và đến lúc phải về. Do đó ông bác sau khi tỉnh dậy cũng nhanh chân đi vào toilet giải quyết nỗi buồn trước khi rời đi. Và ở đây Mori chính là nạn nhân tiếp theo khi tận mắt chứng kiến bồn cầu bỗng xả ra đầy máu. Tiếng hét của ông đánh thức mọi người, nhưng khi một lần nữa kiểm tra thì lại chẳng có gì. Khi mở nắp bồn chứa nước lên cũng chẳng thấy có thứ gì màu đỏ như máu mà Mori đã miêu tả. Ngay khi mọi người đang tập trung đông đủ thì hiện tượng tâm linh một lần nữa xuất hiện khi một hình người quái dị dần xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Mọi người như chôn chân xuống đất. Mãi một lúc thì chỉ có Kikuji đủ can đảm bước lên mở toàn cánh cửa sổ. Nhưng rồi một lần nữa cái bóng ấy đã biến mất. Đối với người đã nhìn thấy ma đến chán như ông Hoichi, ông cho rằng đó chính là vong hồn của một người phụ nữ đã chết cháy tại công viên.
hai tên sát nhân vẫn chưa bị bắt, nên nó có thể chính là nguyên nhân khiến cô chưa thể siêu thoát. Vì đêm hôm ấy khá tối nên người qua đường chỉ nhìn thấy được mặt của một tên, trong khi tên còn lại hiện đã bật vô âm tính. Và chân dung của một trong hai tên hung thủ vẫn luôn được dán đầy trên cột điện gần đó suốt 4 năm qua. Đợi đến khi bình tĩnh lại, cô nàng đã bắt đầu đi khám phá từng bí ẩn một. Đầu tiên là nơi xuất hiện cái bóng ma bên cửa sổ. Đây hiện là tầng 2, khá cao và không có ban công, nên đặt giả thuyết là có ai trèo lên để hù ma là điều không thể. Trong lúc Kikuchi đi đến mở cửa sổ, chính mắt Ran còn nhìn thấy hình ảnh cái bóng mềm oặt và có hiện tượng tan dần rồi biến mất. Tiếp đến là hiện tượng nước trong nhà vệ sinh chuyển đỏ. Mori thừa nhận rằng lúc bước vào đây lần đầu tiên có mùi gì đó rất nồng đến mức sộc lên mũi, nhưng khi quay lại thì mùi đó đã biến mất. Tuy nhiên nếu mở bồn chứa nước ra thì nơi đây vẫn còn thoang thoảng mùi cồn. Cuối cùng là bí ẩn hình ảnh người đàn bà mà Ran đã nhìn thấy. Ban đầu Mori cho đó là do ông lão đã phát đoạn băng đó để dọa ma, nhưng khi ấy trong đầu đọc lại không hề có băng. Và đến bây giờ Mori vẫn không hiểu tại sao khi ấy mọi người lại thiếp đi mà không một lý do. Trong khi đó, bản thân ông lão sống ở đây cũng là một nhân chứng sống khi tận mắt chứng kiến đám ma chơi ở bên tòa nhà bỏ hoang. Không chỉ mình ông mà Kikuji và Iwahisa cũng đều nhìn thấy. Tuy nhiên, bên ngoài đã đáng sợ, nhưng phòng bọn họ cũng đáng sợ không kém. Khi phòng Iwahisa toàn bằng đĩa áp phích hình ma quỷ, thì phòng Kikuji lại đầy mô hình kỳ dị được phủ một lớp huỳnh quang dưới đèn Black Knight khiến chúng phát sáng trong đêm. Riêng chỉ duy nhất Bhutan là không tin vào chuyện tâm linh ma quỷ, nhưng lại một mực tin vào phong thủy mà quyết ở lại đây. Với giá phòng thuê rẻ nên cũng không có gì để đáng nói. Nhưng điều khiến anh bực tức là ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh đã chắn hết ánh sáng đi vào căn phòng, khiến nơi anh ở khá âm u. Và còn một điều bí ẩn nữa, từ khi ngó đầu qua cửa sổ nơi hồn ma đã xuất hiện, mấy con ngài cũng từ đó mà bám theo Mori suốt. Nhưng cũng nhờ đám ngài đó mà cô nàng đã khám phá ra sự thật, bằng chứng của vụ giết người 4 năm trước. Tranh thủ lúc Mori quyết định quay về khi cho rằng mớ hiện tượng tâm linh kia là ảo giác, thì Conan lại nhờ Mori dẫn mình đi toilet. Được một lúc thì thằng nhóc lại gõ cửa phòng Kikuchi và bảo trong toilet có ma, khiến anh này bước đến kiểm tra. Đúng lúc ấy, giống với những gì Mori đã từng thấy, nước trong bồn cầu dần dần bị nhuộm bởi màu đỏ. Đã thế, trong phòng Kikuchi lại xuất hiện hình ảnh của người đàn bà ma mà Ran đã từng nhìn thấy. Và cuối cùng là hồn ma ngoài cửa sổ cũng dần xuất hiện, giống hệt như cái mọi người đã từng nhìn. Nhưng trái với thái độ phấn khích như ban đầu, nay Kikuchi bỗng trở nên hoảng loạn và không thể tin được. Đúng vậy, tin làm sao được khi những thứ mà mọi người từng nhìn thấy trước đây đều là do anh tự dàn dựng. Ngay sau đó, Conan đã giả giọng ông bác và bắt đầu phá án. Đầu tiên là hiện tượng nước bồn cầu bị nhuộm đỏ. Dựa vào phản ứng phenol phthalein trong dung dịch không màu có cồn hòa tan rồi nhỏ một dung dịch amoniac tính kiềm không màu, nó sẽ chuyển thành màu đỏ. Và khi để phenol phthalein vào két nước, amoni hydroxit vào bồn cầu, lúc giật nước, hai dung dịch sẽ trộn vào nhau tạo ra màu đỏ. Và dung dịch amoniac này đã được Conan tìm thấy trong phòng Kikuchi. Và trong toilet, nếu như có mùi amoniac nồng nặc, chắc cũng không có gì là lạ. Đã thế, trong phòng Kikuchi, thằng nhóc còn tìm được cả cuộn băng về người đàn bà kỳ lạ liên tục nói, cút, cút đi. Như vậy là đã rõ, hình ảnh mà Ran nhìn thấy vào ban đêm chính là hình ảnh được truyền từ đầu video ở phòng Kikuchi. Chỉ cần nối dây anten vào cổng ra của đầu video rồi cho phát cuộn băng là tivi trên phòng ông lão sẽ hiện ra hình ảnh đó. Và để cho tivi phòng ông lão đúng kênh bắt được sóng của đoạn video, Kikuchi đã dùng đến điều khiển đa năng để làm điều đó. Và để mọi người ngủ, ngay từ đầu anh cũng đã sắp đặt để chloroform vào quạt điều hòa nhằm khiến mọi người thiếp đi. Cuối cùng là canh giờ để một trong số bọn họ vừa đủ tỉnh dậy để nhìn thấy đoạn video. Tiếp đến là lý giải cho bóng ma ngoài cửa sổ. Đó thực chất là những con ngài đang bu vào cửa sổ tạo thành bóng trắng như của hồn ma. Để làm được điều này, hung thủ đã dùng thuốc trừ sâu có pheromone của ngài cái phun lên nhằm thu hút những con đực bay đến. Tiếp đến, chỉ cần dán thêm mắt và miệng là đã hình thành một vong hồn dọa người. Đó cũng là lý do vì sao khi Mori thò đầu ra ngoài cửa sổ xem xét, áo của ông đã dính một ít thuốc trừ sâu, từ đó khiến những con ngài liên tục bám theo Mori. Và để đám ngài biến mất tránh bị mọi người phát hiện khi đến gần, Kikuchi đã đặt giờ phát sáng cho đèn Black Light ở phòng mình. So với pheromone thì ánh sáng đèn tia cực tím hấp dẫn đám ngài đực hơn nhiều, từ đó khiến chúng từ từ bay khỏi cửa sổ mà bu xuống phòng hắn. Và hành động của hung thủ khi đến cửa sổ cũng là để che đậy những con ngài đang rời đi, vì chỉ một con còn ở lại thì hồn ma mà hắn tạo ra sẽ bị lộ.
Lý giải cho việc kỳ cử tri tạo ra những lời đồn về ma quỷ, thực chất là để đuổi mọi người đi, che giấu tội ác 4 năm về trước. Kỳ cử tri cùng người đàn ông đang bị truy nã, thực chất chính là hai kẻ đã giết rồi đốt cháy người phụ nữ tại công viên 4 năm trước. Do tên đồng bọn có vết sẹo dễ nhận diện nên đành phải trốn chui trốn lủi trong căn nhà bỏ hoang bên cạnh, không thể ra ngoài. Hiểu được nếu đồng bọn bị bắt thì Kikuchi cũng sẽ bị tóm theo, nên hắn đã lợi dụng việc không bị lộ mặt mà đến sống ở đây nhằm cung cấp thức ăn cho tên đồng bọn đang lẩn trốn. Hình ảnh đám ma chơi màu đỏ và màu xanh mà ông lão đã nhìn thấy là từ điếu thuốc lá và tivi cầm tay của tên sát nhân đang trốn trong căn nhà hoang. Để hắn không bị phát giác, Kikuchi đã dựng lên câu chuyện ma quỷ để đuổi những người ở tầng 2 đi và đợi mọi chuyện lắng xuống, bọn chúng cũng sẽ chuồn đi. Nhưng giờ có lẽ là không kịp rồi khi cảnh sát đã ập đến. Lúc này khi bị bắt bài, Kikuchi tỏ ra hoảng loạn mà bỏ chạy, nhưng lại bị Ran đứng ngoài cửa cản đường. Nhớ lại việc cô sợ ma, hắn đã có hành động ngốc nghếch là trùm áo có hình đầu lâu lên đầu và hù dọa cô nàng. Nhưng có vẻ pha hù này hơi sai thời điểm, khi ngay sau đó một tay, Ran đã nhanh chóng knock out tên hung thủ, chặn đứng đường trốn của hắn. Lúc này mới vỡ lẽ 4 năm trước, bọn chúng đã cho người phụ nữ kia vay số tiền lớn, nhưng cô ta lại đột ngột tuyên bố phá sản. Trong cơn tức giận, chúng mới quyết định giết và thiêu xác nạn nhân. Nối tiếp khu nhà tập thể đầy bất ổn, ngay sau đây sẽ là đến căn biệt thự gắn liền với vụ án kẻ sát nhân sau lớp băng trắng. Sonoko vốn định dẫn Ran cùng Eisuke quay lại nơi đó. Tuy nhiên vì cô sẽ sợ hãi mà không đến, nên Sonoko đã nói dối là sẽ đến nhà bạn của chị mình để nghỉ mát. Đó cũng là lý do vì sao khi đi ô tô được nửa đường, cô lại đòi xuống và đi bộ vào rừng. Điều này là để khi phát hiện ra, Ran cũng không thể đòi lên ô tô trở về được nữa. Tuy nhiên, cây cầu nối với biệt thự bị đứt là do xây dựng cầu thả khiến đất ở chân cầu bị lở. Hiện tại không có ô tô về đã đành, nay các chị của Sonoko tới tối mới đến. Đã thế điện thoại còn ngoài vùng phủ sóng nên bọn họ đành phải sang biệt thự bên cạnh để mượn điện thoại. Những người ở đây là thành viên của một nhóm nhạc. Bọn họ lần lượt là Jun Makino 29 tuổi, Toru Tendo 30 tuổi, Koji Kuramoto 28 tuổi và cuối cùng là Rinko Honami 28 tuổi. Nhìn căn biệt thự nguy nga như vậy nhưng khó ai đoán được nó được bán với giá rẻ như cho. Thế nên nhóm nhạc nghèo này trong lúc đang tìm nơi yên tĩnh để sáng tác nhạc mới có thể mua được nó với giá rẻ bèo. Toru đã gọi căn biệt thự là vật bỏ đi, vì nếu không bán được thì nó cũng sẽ bị phá bỏ. Để lý giải điều này phải quay lại lúc hai anh em giàu có bắt đầu xây nên căn biệt thự. Cứ vào một khoảng thời gian nhất định, họ sẽ cùng vợ đến đây để nghỉ mát. Nhưng rồi đột nhiên vào một đêm mưa to, người anh bỗng nói một điều rất kỳ lạ, khi cho rằng có một con quỷ đã lẻn vào bên trong bằng cửa sổ. Ngay sau đó, người này đã đóng đinh vào cửa sổ ấy và khiến nó không thể mở ra được nữa. Nhưng có vẻ như tình hình không thuyên giảm khi người anh đó lại cho rằng con quỷ đã ám vào cả căn biệt thự mà tiến hành cho người thay đổi hết giấy dán tường và sàn nhà. Nhưng cũng kể từ đó, bắt đầu xảy ra nhiều việc bất thường. Cụ thể là một năm sau khi sửa xong, cô vợ của người anh trong lúc đang làm vườn bỗng nhìn thấy có thứ gì đó đang đứng nhìn mình từ chiếc cửa sổ vốn đã bị chồng đóng kín. Ngay sau đó, như bị ma ám, cô vợ đã treo cổ tự tử tại chính căn phòng của mình ở tầng 2. Nối tiếp vợ, người anh cũng nhảy xuống từ phòng mình ở tầng 3. Do quá sợ hãi nên vợ chồng người em đã quyết định giao bán cả căn biệt thự kỳ quái này với giá rẻ bèo. Và đúng như lời kể, khung cửa sổ ấy thực sự đã bị đóng đinh rất chặt ở tầng 2. Dù Eisuke có dùng sức như thế nào cũng không làm nó nhúc nhích được. Đang trong lúc tìm tòi về căn biệt thự thì Rinko hùng hổ xông vào và yêu cầu mọi người hãy trật tự để mình sáng tác nhạc. Với sự cáu gắt này, mọi người đã không còn lạ lẫm gì, vì kể từ khi chuyển đến đây, cô đã luôn gắt gỏng như thế. Đợi sau khi Sonoko liên lạc với chị mình, cả bọn đã quyết định đi ra vườn để khám phá bí mật về khung cửa sổ mà con quỷ đã chui vào. Nhìn từ bên ngoài nó chẳng khác gì những chiếc cửa sổ bình thường, nên cũng ít ai biết ở trong nó đã bị đóng kín. Gần khu vực mà cô vợ của người anh từng nói đã nhìn thấy một thứ gì đó đang nhìn mình từ cửa sổ, cô nàng phát hiện ra một cái tổ chim, nhưng bên trong không có gì ngoài một chiếc đĩa. Phần vì tò mò nên Eisuke đã định mò lên thì bất cẩn bước hụt chân mà ngã nhào ra đất. Trong khi mọi người đang tập trung vào cậu thì Eisuke bỗng xanh mặt mà hét lên khi nhìn thấy thực sự có thứ gì đó đang nhìn mình qua cửa sổ đã bị đóng chặt. Ngay lập tức, Conan đã đi đến trước cửa sổ ấy để xem tình hình. Nhưng bên trong nó vẫn như vậy, nhưng chiếc đinh không có dấu hiệu bị cậy ra hay bất cứ thứ gì khác. Vậy thứ Eisuke nhìn thấy thực sự là gì? Đúng lúc này, khi Toru đến và đưa cho Rinko chiếc đĩa CD mà cô đã nhờ mua hộ, gõ cửa mãi mà không thể ai trả lời,
nên anh đã ném chiếc đĩa vào từ khe cửa, nhưng chiếc đĩa lại bị đập vào cái gì đó. Thấy lạ nên Toru cúi người và nhìn vào trong thì phát hiện hai chân của Rinko lờ lửng. Nhận ra điều kỳ lạ, Toru cùng Yoji phá cửa xông vào thì phát hiện Rinko đã chết giò thắt cổ. Với cửa sổ bị đóng kín, cửa bị khóa, chìa khóa phòng thì bị tách ra khỏi chùm chìa khóa và để trên bàn. Đây đích thị là một vụ phòng kín. Nhưng khi mọi người nghe thấy Eisuke đã nhìn thấy bóng người kỳ lạ ở cửa sổ, họ đã cho rằng căn biệt thự này thực sự bị ám rồi. Vì nơi Rinko chết cũng chính là căn phòng của người vợ khi xưa đã thắt cổ tự tử. Tuy nhiên, Conan lại không nghĩ vậy. Ngay khi cảnh sát đến, cậu đã bắt đầu xắn tay áo lên và điều tra. Đầu tiên là dựa vào chùm chìa khóa có thể kéo dài đến tận 4 mét của Rinko. Nếu như chìa khóa phòng được để chung với chùm chìa khóa đó, thì hung thủ hoàn toàn có thể kéo nó ra, khóa trái cửa phòng, ngụy tạo như phòng kín. Nhưng hắn đã không làm vậy, mà lại tách nó ra riêng, đặt trên bàn như thế để xóa khả năng bị mọi người nghi ngờ. Rất có thể hung thủ đã dùng một cách nào đó khác. Nhưng dựa vào lời khai của tất cả mọi người ở đây, sau khi bị Rinko quát im lặng ở tầng 2 thì không ai gặp cổ nữa, mãi cho đến khi Toru phát hiện ra Rinko đã chết. Trong lúc đi tham quan căn biệt thự, Toru còn thừa nhận câu chuyện về cái chết của hai vợ chồng người Anh năm xưa. Người đảm nhận vụ này là ông thanh tra gà mờ, Miseo. Nên ngay khi nghe được thông tin đó từ Eisuke, anh đã ngay lập tức thu dọn đồ đạc và đòi trở về. Nhưng lại bị ngăn lại bởi câu nói kỳ lạ của Conan: "Cho nghịch ngợm trong phòng đó cũng là do quỷ ạ. Tại vì cạnh 6 là 3 và cạnh 4 lại là 1 ạ. Tất cả những cái còn lại thì đúng theo thứ tự cả." Nhưng rồi khi nghe tiếng chuông cửa, nghĩ rằng chị mình đã đến nên Sonoko cùng Ran đi ra ngoài cánh cổng. Lúc này Conan mới ghé sát vào tai Miseo thì thầm gì đó, rồi bọn họ cũng cùng nhau lên xe trở về. Để rồi vào đêm hôm đó, căn phòng nơi phát hiện ra cái xác bỗng xuất hiện một cái bóng đen đang hì hục xếp lại thứ tự những quyển sách. Lần theo con đường bí mật, hắn từ phòng Rinko trở lại phòng mình và chui lên từ chiếc tủ. Nhưng ngay lúc này, đèn bỗng bật sáng. Kẻ đó hóa ra lại là Yoji. Thanh tra Miseo mở cánh cửa bước ra và chỉ thẳng anh chính là hung thủ. Mọi chuyện đều là nhờ vào căn hầm bí mật thông từ phòng của hung thủ sang phòng Rinko. Có thể ban đầu, Yoji lợi dụng điều gì đó để vào phòng cô, sau đó là ra tay giết Rinko, treo cô lên đèn chùm. Lấy chìa khóa cửa đặt lên bàn như thế đây là một vụ tự sát, rồi hắn tiến hành trở về phòng thông qua con đường bí mật phía sau những quyển sách. Nhưng khi đặt nó lại chỗ cũ, do chỉ nhìn thấy được gáy sách mà hắn đã xếp thứ tự những quyển sách đó sai. Đó là lý do vì sao Conan lại đột nhiên nói ra những con số kỳ lạ với Miseo. Khi ấy có vẻ như ngài thanh tra chưa hiểu, nhưng tên hung thủ đã biết được Conan đang ám chỉ đến điều gì mà đợi khi mọi người về hết mới tiến hành xếp lại những quyển sách nhằm tránh nghi ngờ. Nhưng cuối cùng lại chẳng ngờ rằng tất cả mọi người đang gài hắn. Con đường bí mật đó vốn là do người Anh giàu có năm xưa tạo ra để quan sát việc ngoại tình giữa vợ và em chồng. Cái tổ chim bên trong đặt một chiếc đĩa chính là ám hiệu của người em bảo chị dâu hãy mở cửa phòng đợi mình. Người Anh vốn biết chuyện đó nhưng không thể tiến đến gần tổ chim vì sợ điều này sẽ khiến bọn họ nghi ngờ mà đổi ám hiệu. Nên ông đã bảo ngôi nhà này bị quỷ ám để tiến hành đóng đinh cửa, thay sàn và giấy dán tường. Nhưng thực chất, khi ấy người Anh đã sửa căn biệt thự và xây lối đi bí mật ngay tại trước cửa sổ đóng đinh nhằm tiện cho việc quan sát. Khung cửa sổ bị niêm phong không phải là bị đóng đinh để không thể mở ra được, mà ngay từ đầu nó đã không thể mở ra được do xây khung cửa sổ bên kia lệch về phía tường một nửa. Bốn căn phòng đều có bốn cửa sổ hướng ra vườn rộng như nhau, nhưng căn phòng phía dưới lại bị thu hẹp lại. Chiếc cửa sổ bị đóng đinh có vẻ như không đều và quá sát bức tường nên chúng đã khiến Conan nghi ngờ. Đã thế, lúc giết Rinko, vì sợ bị ai đó nhìn thấy, hung thủ đã nhìn qua chiếc cửa sổ đó rồi vô tình bị Eisuke ngoài vườn nhìn thấy. Đã thế, vụ này Conan vốn định gây mê Sonoko rồi phá án, nhưng khi phát hiện bản thân luôn bị Eisuke bám đuôi nên cậu nhóc mới bất đắc dĩ dùng cách dài dòng hơn khi giả danh Mori nhắn tin nhờ ông thanh tra gà mở phá án. Được biết động cơ của nạn nhân xuất phát từ lúc Yoji đến phòng Rinko và chơi cho cô nghe một đoạn nhạc thì bị Rinko chê thậm tệ. Thậm chí Rinko còn lăng mạ thần tượng của Yoji. Điều này đã khiến anh giật tức giận, để rồi khi nhận ra thì tay hung thủ đã siết chết Rinko bằng dây thừng. Lúc này hắn mới vội vàng treo nạn nhân lên đèn chùm, tạo hiện trường giả rồi về phòng bằng đường bí mật. Nhìn chung, hình tượng ma quỷ được dựng lên trong Conan thực chất chỉ là dùng để che giấu hành vi bất nhân của tên sát thủ khi mượn tay ma quỷ mà âm thầm thực hiện tội ác. Nhưng vụ án tiếp theo đây có lẽ sẽ đi ngược lại một chút.
khi ẩn sau một dạ xoa bà lại là một câu chuyện tình thân làm vơi đi sự sợ hãi, và đó chính là án mạng từ truyền thuyết quỷ dạ xoa. Trên đường đi cắm trại, xe tiến sĩ chở theo đám nhóc bỗng bị xịt lốp, khiến cả 6 ông cháu bị kẹt lại giữa rừng vào trời tối. Đường thì vắng, đã thế giờ này cũng chẳng còn hy vọng có xe nào chạy ngang, nên bọn họ chỉ còn cách, một là ngủ trên xe, hai là nhờ tá túc trong một căn nhà gần đó. Việc ngủ trên xe giữa rừng thế này thì có chút đáng sợ, nhưng ngôi nhà kia còn đáng sợ hơn, khi xung quanh chẳng có nhà cửa hay ánh đèn nào. Thế mà ngôi nhà ấy lại được xây dựng giữa cả một rừng núi âm u. Đặc biệt là nó rất giống với câu chuyện cổ tích quỷ dạ xoa ăn thịt người mà bọn nhóc kể với nhau. Nhưng không tin vào những lời nhảm nhí, Conan vẫn quyết định đi đến gần ngôi nhà. Trong khi đám nhóc vẫn nhắc đến câu chuyện ấy, thì một bà lão lụ khụ phía sau, tay cầm con dao tiếp cận bọn họ, khiến lũ nhóc một phen khiếp vía. Được biết chủ của căn nhà này tên là Iwae Tanaka, 74 tuổi, vốn gia đình có 10 thành viên, nhưng kể từ khi cháu trai của bà là Shota rời đi học nghề, thì nơi đây chỉ có một mình bà. Được biết đứa cháu đó hiện đang là một đầu bếp khá có tiếng, hàng tháng vẫn gửi tiền về cho Iwae đều đều. Nhưng tuyệt nhiên lại không hề gửi kèm theo bất kỳ lá thư nào, khiến bà rất buồn mà không thèm tiêu bất kỳ đồng nào của đứa cháu. Kể từ khi bỏ đi 10 năm, thứ duy nhất mà người cháu ấy còn để lại đó chính là một bể cá vàng. Do không tiện mang theo nên bể cá ấy vẫn để ở nhà đến tận bây giờ. Sau khi nhóm Conan được Iwae mời vào nhà, thì phía sau cánh cửa ấy, Mitsuhiko bỗng phát hiện có một cái bóng đen đang lén lút. Nó thò mắt nhìn vào nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào, khiến thằng nhóc như chết đứng. Nhưng khi Conan tiến lại mở cửa, cái bóng đen ấy hóa ra lại là bà của cậu khác đang bị lạc đường nên tìm đến xin được ở lại một đêm. Bọn họ lần lượt là Raito và Fuga. Cả hai đều là người làm cho Akane Oba, 25 tuổi, con gái của một giám đốc công ty tài chính. Vốn định vào rừng tham quan nhưng rồi lạc đường, xe lại hết xăng nên bọn họ đành phải ghé vào nhà bà lão. Gặp phải bà lão cọc tính, Akane cũng chẳng chịu thua khi cô bắt đầu kênh kiệu và trách cứ Fuga vì đã để mọi người bị lạc. Nhưng một lúc sau khi nhìn thấy bể cá, Akane lại tỏ ra hào hứng đến lạ. Vốn là người từng nuôi cá nên Fuga vừa nhìn là đã biết đâu là loài cá hiếm nhất trong 12 con được nuôi. Trong khi đó, Raito cũng tỏ ra rất am hiểu về những viên đá trong bể và bắt đầu giới thiệu nó cho cô, khiến Akane khen bọn họ không ngớt. Nhưng mặt khác, tất cả hành động đó khi lọt vào mắt của Haibara, cô gọi Akane là giả nai, là loại con gái thích được nuông chiều, chuyên làm đau đầu cánh đàn ông. Thời điểm tua nhanh đến gần sáng, khi Mitsuhiko đang một mình đi toilet, cậu bỗng nghe thấy tiếng mài dao ở phòng bên cạnh. Vốn tính tò mò, bèn ngó qua xem thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Iwae với khuôn mặt dữ tợn đang trốn trong bếp mài con dao có cán màu đỏ. Hốt hoảng chạy báo cho Conan, nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng hét thất thanh của Akane mới là thứ đánh thức mọi người. Chạy tới nơi thì phát hiện Raito đang đứng dưới mưa ôm xác Akane bê bết máu vào lòng. Đến khi lôi cô vào nhà thì mọi thứ đã quá muộn, động mạch cảnh bị cắt đứt bằng một vật sắc nhọn gây mất máu nhiều. Nói đến đây thì cũng biết Akane giờ đã không giữ được mạng. Raito lúc này trên người còn dính đầy máu, bắt đầu loay hoay tìm toilet. Nhưng mãi cho đến khi Fuga lên tiếng chỉ đường, anh mới biết toilet nằm ở hướng nào. Khám nghiệm hiện trường, được biết thời điểm tử vong là khoảng 3 giờ 58 phút. Raito khai rằng khi nghe tiếng hét của cô chủ và thấy Akane nằm ngay trước cửa, anh đã tức tốc xông ra đỡ cô lên, do đó người mới dính đầy máu. Thời điểm xảy ra án mạng mưa rất to nên phía cảnh sát sau đó đã không tìm thấy bất kỳ dấu chân nào. Đã thế, Fuga và Raito cũng tỏ vẻ không muốn hợp tác lấy lời khai, nhất là Fuga. Anh quyết không nói bất kỳ điều gì nếu như phía cảnh sát không đưa ra được chứng cứ. Mặt khác, hung khí là một vật sắc nhọn nên thanh tra Miseo cũng yêu cầu mọi người giao nộp những vật được cho là sắc nhọn mà mình mang theo nhằm điều tra. Nhưng tất cả đều không phát hiện ra vết máu nào cả. Trong khi đó, phía tiến sĩ lại bị mất một cây búa dùng để đóng cọc dựng lều, và cảnh sát đã tìm thấy nó trong rừng. Có vẻ như ai đó đã lấy nó đi và vứt ở đây. Nhưng cảnh sát đã quyết định không kiểm tra nó vì cây búa không phải là một vật sắc nhọn đâm được vào cổ nạn nhân, từ đó mà loại nó ra khỏi tình nghi. Đồng thời, chính mắt Mitsuhiko đã từng nói mình thấy Iwae có một con dao chuôi đỏ. Nhưng khi khám nghiệm, bà lại khai mình không có bất kỳ đồ vật nào như thế. Đã vậy, Conan đành phải lục lọi một chút để tìm thấy nó trong một chiếc hộp. Nhưng rồi khi đem đi khám nghiệm, phản ứng luminol lại không phát hiện ra vết máu nào. Vậy tại sao bà lão lại giấu nó? Chạy nhảy khắp nơi lục lọi, không chắc thằng nhóc đã tìm ra được gì, nhưng trước mắt cậu lại bị thanh tra Miseo mắng một trận vì để chân bẩn bước vào hiện trường. Cũng nhờ có hành động này mà khiến Conan nhớ đến tư thế mang giày của một người tương đối kỳ lạ lúc phát hiện ra xác của Akane. Đã thế, Ayumi bỗng phát hiện ra mực nước trong bể đã bị rút hết một đoạn.
Nghĩ rằng do trời nóng nên lũ cá uống nhiều nước nên cô bé mới mang thêm nước đến cho chúng. Những tưởng đây lại là một hành động vô tri, nhưng chúng dường như khiến Conan nhận ra được đã đến lúc phải vệ sinh bể cá rồi. Vì làm như vậy, ta sẽ biết được hung khí gây án đang ở đâu. Lần đầu tiên gặp, đã biết Conan không phải chủ nhà, biết chính xác số lượng cá trong bể khi mới vừa liếc qua, nhớ rõ vị trí của toilet để chỉ đường cho Raito. Tất cả điều này đã tố giác Fuga là người biết rất rõ về căn nhà này và việc đi lạc không phải là ngẫu nhiên. Do đó chúng đã chứng minh cậu chính là Shota, người cháu đã rời nhà đi làm đầu bếp suốt 10 năm qua. Khuôn mặt vốn đã được Fuga thay đổi do phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí là thay cả tên. Nhưng vì sợ lộ ra cái tên Shota nên Fuga mới từ chối quá trình thẩm vấn của Miseo. Tuy nhiên tất cả chỉ là đang chứng minh Fuga là cháu của Iwae, chứ thực chất cậu không phải là hung thủ. Kẻ đã giết Akane thực sự lại chính là Raito. Hiện tượng nước bị rút đi nhanh chóng không phải là do những con cá khát nước, mà là vì trong bể đã có thứ gì đó bị lấy ra, và nó không gì khác ngoài viên đá Obsidian. Đập vỡ nó bằng búa sẽ tạo ra được những mảnh vỡ sắc nhọn đủ để đâm thẳng vào cổ Akane. Cụ thể là sau khi trộm được cây búa của tiến sĩ, hắn đã vào rừng để tiến hành đập vỡ viên đá mà không gây tiếng ồn đánh thức mọi người. Và cũng vì mưa nên dấu chân hầu như đã bị xóa sạch. Nhưng có 3 chuyện đã tố cáo anh. Thứ nhất là việc biết rất rõ về những loại đá khi mới nhìn vào bể. Thứ hai chính là hành động mang giày quá trình chú của anh khi phát hiện cái xác của Akane. Thông thường, khi nghe tiếng hét của nạn nhân, mọi người đều vội vàng chạy ra ngoài. Thế nhưng trong khi đó, Raito lại đủ thời gian mang giày chỉnh tề và cột hẳn dây giày. Trong khi anh lại khai mình là người tới hiện trường trước và ôm lấy Akane. Điều này chỉ có thể là do anh đã có mặt sẵn ở đấy, giết cô chủ và rồi ôm lấy cô để che đi vết máu bắn vào người. Và điều cuối cùng tố giác Raito chính là hòn đá anh dùng để sát hại nạn nhân. Do từ khi phát hiện ra cái xác, Raito đã không có cơ hội để bước ra khỏi nhà, nên có thể anh đã giấu nó lại trong bể cá lúc đi vào toilet. Nên nếu đem hòn đá đó đi kiểm tra, chắc chắn mọi thứ sẽ hiện ra rõ ràng từ vết máu đến dấu vân tay. Lý giải cho tội ác của mình, Raito khai đã có ý định nghỉ việc sau khi trả hết nợ của bố đã vay từ công ty bố Akane. Nhưng tối qua cô lại thông báo số nợ đó đã tăng lên gấp 3 khi Akane đã dụ dỗ ông hùn vốn vào đầu tư. Giờ thì thảm rồi, vì công ty phát hành cổ phiếu đó đã phá sản, từ đó khiến nợ của bố Raito tăng lên. Vốn đã quá mệt mỏi khi phải gồng người phục vụ cho Akane, nay cô ta lại lấy niềm vui đó và xem anh như là nô lệ, đã khiến Raito mất kiểm soát. Cuối cùng anh bị bắt trong khi Fuga đã thức tỉnh. Cậu sau một thời gian từ bỏ ước mơ mà bám váy phụ nữ, nay cũng đã hiểu được nỗi lòng của người bà ở quê. Việc Iwae luôn mải dao là vì mong có ngày được trao nó cho đứa cháu trai đã trở thành một đầu bếp nổi tiếng như một món quà. Và rồi có vẻ như Fuga sau vụ án đã sống thật với ước mơ của mình khi vài tháng sau, Conan đã bắt gặp anh đang học việc trong một nhà hàng, trên tay là con dao cán đỏ. Kuchisake Onna là một truyền thuyết khá nổi tiếng ở Nhật Bản. Sau khi tìm hiểu về truyền thuyết này ở video truyền thuyết có thật phần 2, thì ngay sau đây là vụ án cụ thể trong Conan. Người phụ nữ màu đỏ có tên hung thủ mang nhiều nét khiến người ta liên tưởng đến Kuchisake Onna. Người dẫn đầu chuyến đi lần này là Sera. Cô được Tsukichi nhờ đi đến một ngôi biệt thự được thuê để phá án. Trên đường còn tiện tay dẫn theo cả thằng nhóc, Ran lẫn Sonoko. Khi Sera bắt đầu kể về hai người anh của mình thì Sonoko bỗng nhắc đến chữ Akai. Nhưng không phải là Akai của FBI mà là Akai màu đỏ. Vì cô vừa nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo mưa lẫn đôi ủng màu đỏ, lén lút đứng sau một cái cây. Không chỉ Sonoko mà cả Ran cũng nhìn thấy. Khi đến nơi, đó là một căn biệt thự được thuê bởi một nhóm bạn. Bọn họ lần lượt là Tamami Minegishi, Sumika Kawana, Misaie Hakuya, Jinsuke Ninda. Bọn họ đều là bạn học chung. Dù đã tốt nghiệp nhưng mọi người vẫn duy trì thói quen đi du lịch cùng nhau. Ở bữa ăn, trong khi mọi người đang nhắc về những chuyến đi thì Ran bỗng hỏi về người phụ nữ màu đỏ mà mình đã gặp. Kết quả chúng khiến mọi người biến sắc. Thậm chí Misaie còn hét lên: không thể nào, Satoko không thể còn sống được. Điều này bắt nguồn từ câu chuyện 15 năm trước tại một căn biệt thự khác gần đây đã xảy ra một án mạng. Nạn nhân là một người đàn ông đưa tình nhân của mình đến căn biệt thự, nhưng rồi vợ của anh ta bất ngờ tìm đến, cầm dao đâm chồng tới tấp. Lúc cảnh sát đến thì trong phòng lúc này đã là một vũng máu. Khi ấy, máu bắn lên khắp người của cô vợ, nhuộm đỏ cả bộ đồ. Đến khi người đàn ông đã chết, người vợ miệng vẫn còn không ngừng chửi rủa chồng mình. Sau khi cảnh sát đến thì cô ta đã bỏ chạy vào rừng rồi biến mất. Kể từ đó người ta bắt đầu gọi cô ta là người phụ nữ đỏ. Và rồi kỳ nghỉ hè 3 năm sau, trong kỳ nghỉ cả nhóm bạn Tamami như thường lệ lại đến căn biệt thự thuê này.
Nhưng đột nhiên một cô bạn tên Satoko bất ngờ nói mình đã nhìn thấy người phụ nữ đỏ, khiến mọi người phải vào rừng xem. Trong lúc tìm kiếm thì Satoko lại bị lạc mất. Mãi một tháng sau thì xác của cô được tìm thấy dưới đầm lầy gần đó. Do bên cạnh có giày của Satoko nên mọi người mới phát hiện ra cái xác. Sau cái chết của cô, chúng khiến mọi người nghĩ có thể sau khi gặp người phụ nữ đỏ, Satoko đã bị ả ta rượt đuổi rồi rơi vào đầm lầy mà chết. Mãi đến sau khi tốt nghiệp, mọi người lại quyết định đến đây, nhưng cũng kể từ đó bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ. Cửa sổ bị đập vỡ, phòng thì trái cây lăn lóc khắp nơi, cửa bị sơn đỏ. Vì muốn tìm ra hung thủ nên bọn họ mới nhờ thám tử đến đây. Nói đến đây, Sera cùng Conan bắt đầu chạy vào rừng tìm kiếm người phụ nữ màu đỏ mà Ran đã nhìn thấy. Trong khi đó, mọi người cũng bắt đầu chia nhau việc để làm. Tamami nấu ăn trong bếp, Jinsuke đi mua thêm đồ, Masaie dọn dẹp phòng tắm, Sumika dọn trên lầu và cuối cùng là Sonoko cùng Ran phụ Sumika dọn dẹp dưới tầng. Trong lúc đó, tiếng hút bụi của cô ở tầng trên lớn đến mức Ran ở bên dưới còn nghe được. Cùng thời điểm đó, giữa bức tường, hai cô nàng còn đứng trao đổi về buổi ăn với Tamami trong bếp. Một lúc sau khi xong, Sumika đã cùng Ran và Sonoko ngó qua phòng tắm xem Masaie dọn dẹp thì lại không nhìn thấy anh đâu. Có thể sau khi dọn phòng tắm xong, anh đã đi toilet rồi cũng nên. Thế là Sumika đã nhờ Ran xem nhiệt độ nước. Đồng thời lúc này nước còn có màu xanh lá do Masaie khi dọn dẹp. Có thể anh đã thêm muối tắm vào, nên Sumika đã nảy ra ý định dọn dẹp xong cả ba sẽ tắm chung. Cũng cùng thời điểm đó, Jinsuke vừa mua đồ, vô tình gặp Sera và Conan ở ngoài nên bọn họ đã về chung. Vừa đến biệt thự thì nghe được tiếng hét của Sumika. Mọi người ngay lập tức tập trung trước bồn nước được lấp đầy quả cà chua. Linh cảm không lành, Sera nhúng tay vào và lôi lên cái xác của Masaie đang bị dìm trong đó bởi thanh tạ, khiến mọi người hoảng hốt. Theo xét nghiệm, nạn nhân bị đánh ngất bởi chính thanh tạ đã dìm mình, rồi sau đó là bị dìm rồi ngạt chết. Thời điểm xảy ra vụ án dường như ai cũng có bằng chứng ngoại phạm. Không những thế, người phát hiện ra những quả cà chua đầu tiên là Sumika cũng được Ran và Sonoko minh oan. Vì để mang được số cà chua đó cùng cái xác vào thì buộc cô phải mang vác rất nhiều. Nhưng đằng này khi là người bước vào tắm đầu tiên, người Sumika chỉ có mỗi chiếc khăn tắm. Thế nên có thể có ai đó ở bên ngoài đã nhân lúc Ran rời đi sau khi thử nhiệt độ nước đã lèn vào làm tất cả việc trên. Jinsuke đã nghĩ đó là do người phụ nữ đỏ gây nên. Tuy nhiên phía Yui lại không cho là như vậy khi 12 năm trước, lúc tìm thấy xác Satoko, cảnh sát còn tìm được một bộ xương cùng con dao của hung thủ. Vốn người phụ nữ màu đỏ trước khi giết chồng, ả còn phóng hỏa cả nhà mình. Để xét nghiệm ADN, cảnh sát đành phải đối chiếu cái xác với dây rốn của ả mà mẹ cô còn giữ bên mình. Kết quả là trùng khớp. Vậy là không còn nhầm lẫn gì nữa, người phụ nữ đỏ đã chết. Vậy rốt cuộc kẻ đã gây ra những chuyện vừa qua là ai? Và có vẻ như công cuộc chống người phụ nữ đỏ trở nên vô dụng khi mà trước đó Jinsuke còn vác theo cả gậy bóng chày để đối phó với ả. Nhưng khi kiểm tra, dù suốt thời gian mà Masaie chết, anh đều phải đi ra ngoài và có Conan cùng Sera làm chứng. Nhưng cái gậy bóng chày đó của anh khi bị kiểm tra, dù không có vết đánh đập, nhưng ở thân lại có dán gì đó rất dính. Đã thế, trong phòng nơi Sumika dọn dẹp còn có sự xuất hiện của một cây quạt. Nó bị mọi người chú ý là vì phòng vốn đã có máy lạnh, nhưng không hiểu sao cây quạt này lại được đặt ở đó. Lúc này, Sera bỗng nhìn vào tay áo mình và thấy một vài vết trắng xuất hiện. Như hiểu ra gì đó, cô nhìn Conan và mỉm cười. Cứ như thế, cả hai kéo nhau vào bếp chơi trò ảo thuật với quả cà chua lấy được từ hiện trường. Đến lúc này, trời cũng đã tối. Lúc đợi ở phòng khách, Sonoko lại bất ngờ bảo mình nhìn thấy bóng của một người phụ nữ tóc dài đứng ở ngoài. Ran tưởng đùa nên đã bảo cô thôi đi. Tuy nhiên lúc này, đèn đột nhiên tắt. Sumika ở trong phòng nghe thấy ai đó đang gõ vào cửa sổ, bèn ngó đầu ra thì nhìn thấy một vẻ mặt quái dị. Cô ta có mái tóc dài và trên tay còn cầm dao. Vì quá hoảng sợ nên Sumika đã quay lưng chạy thì bị người phụ nữ đó chém một nhát ngang lưng. Dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng nó đã khiến cô thực sự hoảng loạn và tiếng hét đã thu hút mọi người chạy đến. Khi chăm sóc vết thương cho Sumika, Yui còn cho hay không chỉ căn biệt thự này xuất hiện những hiện tượng lạ mà những căn biệt thự gần đây bắt đầu từ 10 năm trước, chúng đều được báo cáo là có vết cậy cửa và có dấu hiệu ai đó đã ở được một thời gian. Đã thế, cái ngày vứt được xác Satoko ở dưới đầm lầy, rõ ràng trong tấm hình chụp trước đó cô mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt. Nhưng theo báo cáo cho hay, lúc vớt được cái xác, Satoko lại mặc một chiếc áo khoác màu đỏ. Bên cạnh đó là một con dao của vụ án người phụ nữ màu đỏ. Từ đó giữa Yamato và Khổng Minh bắt đầu nảy ra tranh cãi. Người thì cho rằng bộ xương được tìm thấy cạnh đó là của ả ta, trong khi người còn lại không nghĩ như thế. Cứ như vậy, khi Yui đến căn biệt thự điều tra,
Yamato và Khổng Minh quyết định đi tìm lại người cảnh sát 15 năm trước đã truy đuổi người phụ nữ màu đỏ. Vốn là cảnh sát, nhưng kể từ ngày bị ả ta truy đuổi và ném con dao về phía mình rồi bỏ chạy, chúng đã khiến người cảnh sát này ám ảnh tâm lý mà bỏ nghề. Nhưng trong lúc viết lại báo cáo, do quá sợ hãi mà anh ta đã viết sai. Ở đó người này đã viết, người phụ nữ đỏ dùng dao chém viên cảnh sát rồi bỏ chạy. Nhưng sự thật là cô ta ném rồi mới bỏ chạy. Vừa biết được tin này, Yamato đã gọi thông báo nó cho Yui. Nhưng chỉ vừa nói dứt câu, cô cẩn thận đó, trong rừng có, thì điện thoại hết pin mà ngắt máy. Nhưng cũng nhờ vào thông báo đó mà Conan cùng Sera đã nghiệm ra được vài điều. Đầu tiên phải biết thời điểm nạn nhân tử vong. Jinsuke đi ra ngoài và Tamami đang trong bếp nói chuyện với Ran thông qua một bức tường, nên bọn họ không thể lẻn vào phòng tắm và giết Masaie được. Vì vậy người có khả năng nhất chính là Sumika. Tiếng máy hút bụi của cô vang lên lạch cạch, được Ran nghe thấy chính là tiếng của cây gậy bóng chày. Sumika đã dùng một tờ giấy dán vào thân cây gậy và treo nó lên rồi bật quạt. Khi quạt gió quay đến sẽ thổi lên tờ giấy khiến cây gậy bóng chày cử động và va vào cột nhà kêu lạch cạch khiến Ran bên dưới nghe được. Trong khi đó, Sumika đã đến phòng tắm giết Masaie rồi nhấn chìm anh ta bằng thanh tạ. Tiếp theo là đổ đầy hồ nước bằng cà chua. Ban đầu do trong trái cây có một lượng đường nhất định nên khi thả vào nước nó sẽ chìm. Lúc đó Sumika còn bỏ thêm muối tắm vào đó khiến nước có màu xanh và không nhìn thấy được đáy. Tiếp theo, cô ta nhờ Ran đến kiểm tra nước để chứng minh không có gì nổi trên hồ. Vì Ran cũng chỉ để tay lên bề mặt nên không hề biết dưới đáy đang có thứ gì. Tiếp theo khi tắm, Sumika đã vào đầu tiên và bỏ thêm muối vào. Khi nồng độ muối trong nước tăng lên cao hơn nồng độ đường trong trái cà chua thì nó sẽ tự nổi lên. Từ đó Sumika hét lên và thu hút mọi người phát hiện ra cái xác bên dưới. Và cũng vì có muối nên lần lượt tay áo của Sumika và tay áo Sera, người đã vớt xác, đều bị vương lại những hạt muối đã kết tinh sau khi nước bốc hơi hết. Và kẻ giả làm người phụ nữ màu đỏ ban đầu mà Ran cùng Sonoko nhìn thấy cũng chính là Sumika. Vì khi đến đây, mọi người trong căn biệt thự đều nhầm lẫn Sera là nam, trong khi đó chỉ có mình cô là sớm biết được giới tính của Sera chỉ trong một lần gặp. Đó là do Sumika đã cải trang thành người phụ nữ màu đỏ và nghe được cả nhóm Ran đang nói chuyện. Nói đến đây, cô cũng đã cúi đầu nhận tội, giải thích cho hành động giết người của mình xuất phát từ việc muốn báo thù cho Satoko. Khi xưa vốn Satoko muốn cải trang thành người phụ nữ màu đỏ để hù mọi người một phen. Nhưng để làm được điều này, cô cần phải có người hợp tác và người ấy khi đó chính là Masaie. Tuy nhiên giữa chừng thì Satoko lại mắc kẹt ở đầm lầy. Masaie thấy cô bạn của mình không đến điểm hẹn để hù dọa mọi người, vốn cũng đã nhận ra điều bất thường, nhưng do sợ hãi mà quyết định im lặng, không nói ra sự mất tích của Satoko. Nếu hắn chịu nói sớm và mọi người tìm cô thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức phải như vậy. Và Sumika khi nghe được cảnh sát tìm thấy Satoko trong chiếc áo khoác màu đỏ cũng đã biết được mọi thứ. Nhưng cô không biết khi đó ai mới là kẻ đã hợp tác cùng Satoko. Nhưng rồi thấy cô chết mà không cứu nên mới tiến hành dùng sơn đỏ, hoa hồng, những thứ màu đỏ để hù dọa nhằm khiến kẻ đó lòi đuôi. Mà đến khi cô cải trang thành phụ nữ màu đỏ khiến Ran nhìn thấy Masaie mới buột miệng nói ra sự thật trong bữa ăn. Từ đó Sumika đã lập nên kế hoạch giết anh. Tuy nhiên khi hung thủ cuối cùng cũng nhận tội thì kẻ đã chém vào Sumika đến giờ vẫn chưa sáng tỏ. Nói đến đây, cái bóng của người phụ nữ mà Sonoko từng nhìn thấy trong rừng nay đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Ả ta đập bể cửa xông vào, trên tay là con dao, nhào đến định chém Sumika thì Khổng Minh cùng Yamato đã kịp thời có mặt ngăn người phụ nữ đó lại. Và đúng thật, người phụ nữ đỏ đã chết. Nhưng người phụ nữ được báo cáo vẫn thường hay xuất hiện trong rừng. Thực chất, đó chính là cô bồ nhí của người đàn ông năm xưa đã bị người phụ nữ màu đỏ sát hại. Vốn khi tận mắt nhìn thấy tình nhân của mình bị bà vợ đâm đến chết, kích động và phẫn nộ, cô đã quyết định tìm người phụ nữ đỏ ấy báo thù. Để biết được điều này, Sera đã dựa trên dữ liệu, người phụ nữ đỏ năm xưa ném con dao về phía cảnh sát rồi bỏ chạy. Nếu là ném, thì ả ta sẽ không có thời gian quay lại nhặt con dao. Vậy mà sau khi lọt vào đầm lầy và chết, 3 năm sau thì con dao ấy lại xuất hiện gần đó. Thế nên người làm được điều này chỉ có thể là cô tình nhân đã chứng kiến tất cả. Và cũng vì truy tìm người phụ nữ đó, nên năm xưa khi nhìn thấy Satoko đang cải trang thành ả ta, chúng khiến cô bồ nhí lầm tưởng mà đuổi bắt cô, khiến Satoko ngã vào đầm lầy mà chết. Trong khi đó, lúc Ran đến đây, Sumika khi giả thành người phụ nữ đỏ để thăm dò cũng đã bị cô tình nhân nhìn thấy và lại lầm tưởng nên đã truy đuổi đến đây và chém một dao vào lưng cô. Cuối cùng vụ án cũng khép lại khi hai tên hung thủ cũng bị bắt. Và đó cũng là vụ án khép lại top 5 vụ án kinh dị nhất trong video ngày hôm nay.
Anh em có cảm nghĩ gì về video, cũng như là còn vụ án nào kinh dị hơn mà chúng mình đã bỏ quên không? Hãy bình luận xuống bên dưới nhé. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe, kèm theo nút chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video sau. See ya!